dương mình to tu sân à cho mình bỏ ra mình chân. Công công hai chung một phật cứ lục đơn đi chén ban bằng hai phì. Lúc thọ ban mình lôi trâm tài đọc đồng bầy là chọc luôn. Nếu biết đẹp lúc lạc luôn cổ phòng này. Bà dương tu sân à cho mình bỏ ra mình chân cứ đôi chí ca đi prop. Ông phì ra đó là bầy cứ bà được công công. Bạn ở Hồng Kông, lúc công công cứ chia ra là bầy là bàn mùi nét đai mà được tục khi score tam ở dạng xài vô này đi có đôi chơi rương ai phí mẹn. Sắp thay lúc mình tất bạ sở rộp rộm màn chia sai sắp điểm đồ lá. Nâng mình là bầy vầy sơ tại cục giang từ hai. Vẫn tay bàn ở dây phí chỉ vật muốn ở rộp bà lộ quỳnh. Lúc có bàn thọp chụp tục lũng bạc này thà. Này không kết xong phía chúng mình đang xa bỏ ra mình chân mũi. Lúc công công thọp bàn là dây thà chà chụp vật rộp bà lộ thọp mình. Cả chụp tục lũng bạc chán hai ca. Bà phê cro bằng phát nữ khi lực miền trâm tài prạ cư mở rời là Hồng Kông. Rước mà nâng tất prạ đô la cư đọc rằm bây là ảm rệch nơi chọc luôn phần nọ. Rồi chân này lực trừ rùa đòi bằng ai lực trông ca nghe phần này phá lật đàm bây phá đò là hát ai lực hồ. Nếu bình ưu lực chọn xâm đại từ nông chân nàm bây phòn phần mùa đôi cài sắp rằm phí. Đại kriê nưu lực miền các kriê nưu lúc bất chí lòng bạc chiếc lăng, bố cứ lúc bàn cháy bà vì nẹ bà chọn cả bà. Bước tại lúc của mình là tập hiệp xâm rạp cả trái bì chia bà chạm thang ngày. Kri nữ lúc sơ tạc xay thôn ở vị luôn thả hơi. Tôi chắc lúc bàn cháy bà vì không cả ngày hôm nay và lần bà mấy đọc tố ru mùi thang ngày, kết mùi thang ngày tại bà nọ. Lúc bàm công bàn như dây tiếp thà chồng. Vì cái chìa rương đại cát làng chỉ dù nằm một hỡi. Hãy xong miên thông miên ả rộng chung mùi đường viên thịt tê ở lần ý. Xong còn ta nhìn nhầm nó bị đặt xong kênh rương ả đất cả rồi bọc xong tại nọ. Giờ nằm mình lục công công có to su khăn nạc đá tùm rộng bàn thuộc chế bọc đó sắp ngày. Bố cứ lúc bàn cơ bông thạp chi diêm thoát con bà ớt chọc chố rồi dạc về chương xăm sắp chân nằm một nì. Bà cho bọn lô công công bàn trong này về bởi lý nâng cầm lăng bắt đầu từ lưu ca nghĩ nâng trông cừu xa rồi bà lục tài bà nọ. Lô công công miên con pro sợi trong nước bầy nẹ nâng khăn ông bọt xâm khí trong khói. Lô bàn này dây tiệt thà khăn ông niêm chia ra xâm lại mà nẹ vì phút chi lầm bà xâm hạp khí nhầm nâng khăn ông ca bòm quênh tuần tì chìa phục. Mình đôi chi mà đầu tư tên ưu tế trong miên về bởi lý trang xâm hạp khôn rồi bọc khí nhầm. Phụ cao vì phía rồi bọc xong cũng miễn phía chưa chết lời. Hà xong tay anh ta từ khai vật tế đã mới thoát con. Con rồi bọc xong càng đầy thông lãng chỉ được rõ thằng ngày. Hà vì khá xong miễn ở rộng thà. Xong mặt ai tạm phụ kê toàn nội tế. Các xoay anh dô lập phụ kê. Cứ chỉ ca riêng bình mùi chữ vật rồi bọc xong phòng này. Bà chếp xe cư ra bà Hồng Kông bị đủ ní, bất chí lục bàn bỏ sài vì chú vật bà kreik rò rò bà lô ca bì lô nơi chú nằm bì phòn bà mùi kai sập rộng phí. Hay chú vật bà lô cứ bàn bỏ sài thà bất chí rò rò bà cứ khoa là nghiêch bà miền rực khoa là nghiêch miền nghiêch ca bà nô hay lô cứ miền lật tiếp xo ăn tế cơ bàn chay bà cơ môn bà lật phòng đài làm bây đọc to vì một ngày tầm một ngày phòng đài. Hay nó cứ mình chọn để dây tràn tế và cả nó cứ lộ bằng bạc là mình tên. Ây ra bà là bầy Hồng Kông mình đồn ý của bà miền con pro bầy nhé. Bà cứ pro phi nâng phải mẹ thấy có nó bỏ lộ bật chế thông thông ở hai. Tôi bây chừng nè lộ nơ tài khoa khoai vì con rồi bỏ cột đằng bấy. Chịp xe cứ ca rin sốt phong đài rồi xa tài lộ mình bàn nơ đất chọp cho mình đang phụ kê đằng bầy. Đài lộ cứ chia ra phong đài mình nhé. Hay lúc có mình cao bị phía mình cho bác đài cả xâm đài rồi bác lúc cứ trở bàn xâm đài chỉ riêng rõ thức ảnh bằng đài. Bạn ấy cứ chỉ hẹp hò đài lúc công phong cứ bàn bỏ sài bằng hai pháp tất cảnh xa bỏ ra miễn này khả năng bật tế hợp. Bỏ ra miễn đà ra. Bây giờ mình to tù xin là chỉ mình đang lo hú đài cánh đầy thông bảo rục riêng cánh tại lịch số các đôi chia ra xâm lại trời dạy dạy bằng này. Bà dương tu sản cho mình bỏ ra mình. Bởi mật dịch tràn bà có chia bàn trịp dạng cho bà rùi bà khá thà.
អំពីកុមារវ័យក្មេងមរុដែលមានឈ្មោះថាលោកពូដែលជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងស្រីដេនីខ្វាន់លើពីនេះលោកពូបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនតាមរយៈទេពកោសល្យសិល្បៈដ៏សម្បូរបែបរបស់នាងនិងពិសេសនោះសម្រាប់ដល់ស្រស់ប្រំប្រែងដែលគួរស្លាញ់តែម្ដងដែលជាមានហេតុបែបឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈលោកពូមានជំនាញយ៉ាងច្រើនដូចជាអាចរំរបាំងយ៉ាងរស់រវើកទាំងចង្វាក់បែបទាន់សម័យព្រមទាំងជារំរបាំងបុរាណខ្មែរយ៉ាងសំសួនទៀតផងយ៉ាងមិញស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈគណនី Facebook របស់ Danny Kwan បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសិលឹករបស់លោកពូដែលមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចំណាំស្ទើរតែមិនបាននៅពេលនោះដែរពលលោកសិល្បៈវ័យក្មេងរូបនេះបានស្ទើរក្នុងរោពណ៌ទឹកមាសយ៉ាងចែងចាំងអមដោយស្ទាយស្អកម៉ូតបារួញបែបទឹករលកនិងប្រកបដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ថ្លាអ្វីដែលសំខាន់ដេនីខ្វាន់បានបង្ហាប់លោហូជាក្មេងស្រីដែលមានក្តីស្រមៃដ៏ធំមួយគឺចង់ចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ថែមទៀតផងត្រូវពីឃើញសម្រស់បែបនេះដែលធ្វើឲ្យแฟนๆរបស់តារាស្រីវ័យក្មេងនេះពិតជាពេញចិត្តនិងគាំទ្រចំពោះក្តីស្រមៃរបស់នាងគ្រប់គ្នាថែមទាំងបានបញ្ចេញមតិថាលោហូពិតជាមានបាទសម្រស់ស័ក្តិសមជាមួយនឹង Miss Universe ពិតមែនបាទកាន់តែធំគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងលោហូបាទគឺជាក្មួយស្រីរបស់កញ្ញាដេនីខ្វាន់ហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់បាទលោហូផងដែរហើយបាទក្មួយស្រីគឺគាត់អាចបាទរំចង្វាក់បាទតនសម័យក៏បានរបាំងម៉ាឡេក៏បានឬក៏របាំងបាទបុរាណខ្មែរក៏គាត់បាទអាចចេះដែរបាទក្តីប្រាថ្នារបស់លោកគូនេះគឺចង់ប្រឡងជាមួយនឹង Miss Universe ហើយក្តីប្រាថ្នានេះដែលធ្វើឲ្យ Fan Fan ដែលគ្រប់គ្រងបាទលោកគូគឺបាទគឺចង់ពិតជាគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់លោកគូដែលគាត់បាទគឺមានក្តីសុបិនមួយនេះបាទនេះគឺជាសម្រស់របស់លោកគូបាទគឺនៅក្មេងទេតែមានសម្រស់បាទស្អាតមែនទែនបាទតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងសុបសីដែលគាត់គឺមិនអស្ចារ្យឆ្វាយជាមួយនឹងแฟนៗទេគឺបានអោកថាបាទแฟนផងដែរបាទយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាប្រាជ្ញចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានហាងឆេងខ្លាំងទូបីជាឈលលើវិថីសិល្បៈយុវណាកញ្ញាសុបសីបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានសន្ទុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែសមត្ថភាពសម្លេងដល់ផ្អែមស្រទន់របស់នាងយ៉ាងមិញរាល់ពេលដែលនាងឡើងកម្ពុជាម្ដងៗត្រាស្រីនេះតែងតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនតាមសំថតនិងទៅគ្រប់គ្រងដល់កន្លែងចាស់ក៏ដូចជាច្រៀងដែលមកទៅពិតជាពុះពេញត្រាភាពក៏ក្ដៅនិងការស្រឡាញ់យ៉ាងអស់ពីចិត្តតែម្ដងអ្វីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះនេះមានចំណុចតែ copy ត្រាដតីត្រង់ថាតារារូបនេះបានបង្ហាញភាពសាសនានិងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងជួយពេញការថតរូបអោបហ្វេនបាទថើបប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែហេតុផលគឺជាស្កាប់ភាពបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនតែងតែសរសើរដល់នាងដែលជាតារាមួយរូបមិនមានភាពបាទឆ្មាំងឆ្មៃទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងពលគឺតែងតែផ្ដល់ការស្រឡាញ់ចំពោះពួកគេជានិច្ចផងដែរបាទប្រិមិត្តស្គាល់បាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទគឺកញ្ញាសុកវិស័យហើយនៅក្នុងផលិតកម្មបាទ Sunday ជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលមានแฟนៗទីច្រើនគឺអស្លាញ់បាទសុកវិស័យខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះគឺគាត់បានអបថើបាទแฟนផងដែរដែលមើលទៅពិតជាដូចជាគ្រូសាដែរបាទ copy តារាដតីទៀតផងដែរបាទនេះគឺជា fan fan របស់សុកសៃដែលសុកចិត្តបាទអោបថើបនិងថត selfie ជាមួយនឹងសុកសៃផងដែរបាទនេះសសង្កែរូបភាពផងដែរហើយជាពិសេសគឺមានការ control ច្រើនបន្ទាប់ពីសុកសៃគឺជាតារាដែលមិនឆ្មាំងឆ្មៃដែលធ្វើឲ្យអ្នក control គឺបានអោបថើបបាទពេលខ្លះតារាដទៃទៀតនៅពេលដែលយើង
ដាលចិត្តគាត់ចឹងគាត់បាទធ្វើមិនដឹងហើយក៏ដូចជាសុំសេភីក៏គាត់បាទមិនព្រមថតជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងសុបស្័យគឺគាត់បាទមិនប្រកាន់ទេហើយសសឹងតែថតជាមួយនឹងបាទ fan fan របស់គាត់យ៉ាងកប់ផងដែរបាទតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ